Bình thường con bồn ở Australia, ta nhớ sắc xà biệt mấy dân. Được nông unit 22. Ta chấp án. Computer. 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 Game console. Game console. Kindle. 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 Laptop. Laptop. Music system. Music system. Smartphone. Smartphone. Tablet. Tablet. Television. Television. Đó, chúng tôi là dùng tàu sắc xa. Không bị liên dương tàn vào đó. Okay, everybody, now we are in chapter 8, technology. Technology nhưng mình đi tha về trai về chia. Technology, technology nhưng cứ về trai về chia. Unit 22, what are they doing? What are they doing? Ta nè công bông thừa vậy. Home alone. Nào tiệt tại alone alone nó cứ mà nè anh. Match the word to the picture. Cú con biết thôi năng lục hiệp. Write the answer in the notebook. So say trong lái nó không notebook rồi bọn nè. Tablet, computers, music system, Kindle, laptop, smartphone, television, game, console. Again, now I want you to listen this type script. Type script 8.22.1. A. Tablet. Number 5. B. Computer. Number 2. C. Music system. Number 7. D. Kindle. Number 8. E. Laptop. Number 6. F. Smartphone. Number 4. G. Television. Number 1, H, game console. Tape script 8.22.1. A, tablet. Number 5, B, computer. Number 2, C, music system. Number 7, D. Kindle. Number 8. E. Laptop. Number 6. F. Smartphone. Number 4. G. Television. Number 1. H. Game console. Number 3. End of tape script. 8.22.1 Tape script. Okay, look at what everyone is doing now. Tell your partner what you can see. Prap dai ko wan ne awai dai ne ai khoei. Playing cầm bông lên, doing cầm bông thuê, listening cầm bông sđap, sending cầm bông nhà, looking cầm bông mơ, reading cầm bông an, surfing cầm bông surfing mình là bờ sân dương lên kề là với kề hậu thà chị kề là chị hả lọ đại lê tấn surfing windsurfing
Lý cư watching và mở. Looking, looking ra cờ lệ mở. Đó watching, watching mở là dùng mở tù tù mở nắng. Anh nghe nó watch. Mở tù sắp nắng, nó watch. Và chẳng có mở càng cáo. Look at the picture again. Use the word in the box to complete the sentence and write them in your notebook. Okay, now listen. Tape script 8.22.2. A. Sam is listening to music on a music system. B. Mr. Pirate is surfing the internet on his computer. C. Aunt Sokna is looking at pictures on her tablet. D. Miss Mom is watching television. E. Aruni is playing on a game console. F. Bhattai is reading a Kindle. G. Liwan is doing his homework on his laptop. H. Pisei is sending a text on her smartphone. End of tab script 8.22.2. A. Sam is listening to music on a music system. B. Mr. Pirat is surfing the internet on his computer. C. Aunt Sokna is looking at pictures on her tablet. D. Miss Mom is watching television. E. Aruni is playing on a game console. F. Bhattai is reading a Kindle. G. Liwan is doing his homework on his laptop. H. Pisei is sending a text on her smartphone. End. Okay. Lalu Quran. My phone snap wrong. A. Sam is listening to music on a music system. Mình thấy Sam nó cầm phone snap lên trái nào ai. Mình thấy tam music system. Music system mình thấy music lên trái system nó cứ propon lên trái. Chẳng music system trong đầu tư lờ vị trụ. Rồi có ổng có play same tiết nâng dân hào tham music system. B. Mr. Pirat is surfing the internet on his computer. Is surfing. Đi biết surf lại này nâng. Dân thật surf phòng đá viên surfing này nâng. Thì tuôn đã tham chọn. Bạn thấy surfing the internet nâng đi dân bằng tù sập. Rồi có dân bằng computer nhé. Phải tạm internet nó nhau surfing the internet on his computer. Khi xa có mai dân dân quý bạn nâng vần dân thả ta surf the internet mình hãy thầm anh. Nhưng dân đi dây tạm ca vần dân surf the internet để dân bằng rộng internet chẳng. Bằng tự sắp dân check lại internet nó hãy surf nó ngay. Rồi có computer dân nó. Mà nó surf the internet. Bị bạn đang rộng viện môi ai thả ơn dây ở trong chóng của viện nó vì chiếc viện với chai cơ thể để dường pra surf the internet. C. An Sokna is looking at pictures on her tablet. Mình Sokna cũng bông cơ lệch mơ được hiếp nó à tablet vào điểm. Tablet. Miss Mom is watching television. Cái nhà mông nó cầm bông mờ tùa tùa. E. Arne is playing a game console. Arne cầm bông lên game console. F. Bhattai is reading a Kindle. Bhattai cầm bông an Kindle mùi. Liwan is doing his homework. Liwan cầm bông tùa homework bà con. Tạm laptop bà con. H.
Pisei is sending a text on her smartphone. Pisei cũng phụng nhà xa mối tam là tu sập smartphone của hiện. Okay, everyone. Person phone stop at ban tiếp on ai stop xa stop luôn ai đoàn thiệt. Nó không nông chùm lệnh đi. Sắc xa vì chỉ có chân phụ mời dục chất tục đạo mềm tế. We use the present continue. Dương pra present continue to talk about. Đâm bởi như vậy, ông phí ở đây đã cầm phong cả lãng ấy lâu. He is reading his book. Quát cầm phong an sự phố bỏ quản. They are talking. Phụ kế cầm phong chơi chơi kìa. I am sitting in the classroom. Khiông cầm phong ông quý nó có nông bình tục riêng. Nikichikal present continuous. Complete the sentence and write them in the notebook. I am studying English. You wear. You, we, they are wearing a uniform. She, he is looking at the teacher. But look at the picture in activity 2. What are they doing? Answer yes or no. Is Sam reading a Kindle? Yes or no? Is Mom watching TV? Yes or no? Is Vatai surfing the internet? Yes or no? Is Bisai sending a text? Yes or no? Okay, now look at the picture in activity 2. Answer the question and write the answer in your notebook. A. What is Sam doing now? Ta Sam kompong thua away alone? He is listening to music on a music system. What is Mr. Brett doing now? Okay, you can answer all the questions by reading the text. Okay, you can read and you can answer all the questions. Chẳng bốn ai à mơ khẳng ní. Hãy bốn ai trả lời xung lùa khẳng khẳng mình bạn. B. What is Mr. Brett doing now? What is An Sokna doing now? What is Aruni doing now? What is Livan doing now? Okay, you can answer all the questions. Student A, point to the picture and ask your partner a question. What is she doing? What are they doing? Okay, you can ask your partner. Come to the sale group talk with O, chẳng bộ đoàn ai xu kia ba này. Student B, use the word in the box and the picture to answer question. Example, they are playing chess. Okay, cầm bông lên. By ốc, lệnh ốc nữa ha. See, he is, they are. Okay, ask and answer question about the picture. Playing, doing, listening, sending, looking, reading, surfing, watching. Nếu bọn ai dọc biệt ở nâng xuống kia, có bọn ta được sao là cụ thọt video những bọn ai xuống kia bạn thế, bạn xuống kia strike. Trong cả bằng riêng của lực lưu thọt video này cứ An bỏ bài phần dấu lập bị tầm bò trong lịch đầy mê riêng mối hốt đó trong mê riêng mối nhận. So mà chia sẻ. Ok, what are they doing? Technology around the home. Vì chạy vì chia nơi chung mình đẹp. Match the word in the box to the picture. Write the answer in your notebook. Divorcer mà xin liên chạy. Iron, stand out. Hair dryer, bật đập thua dùng vật sọc. Refrigerator, mật sân, gạo tu tự có. Toaster, hàm sân dương dùng bật đập nôm nó. Toaster, sân bật đập nôm mùi ná. Ôn mơ mơ. Anh đi, rồi còn đi. Đi microwave, đi toaster. Rồi còn là oven. Còn mơ rụp hiệp nữa.
toaster, oven, lò đốt ấy nữa. Vacuum cleaner, machine bơm sầm rám, microwave. Chẳng rupi tận on nữa ngay. Number one and number one to number eight. Dishwasher, iron, hair dryer, refrigerator, toaster, oven, vacuum cleaner, microwave. Okay, now listen. Tip script 8.22.3. 1. Refrigerator. 2. Microwave. 3. Toaster. 4. Hair dryer. 5. Vacuum cleaner. 6. Iron. 7. Dishwasher. 8. Oven. Okay, now you listen again. Script 8.22.3. 1. Refrigerator. 2. Microwave. 3. Toaster. 4. Hair dryer. 5. Vacuum cleaner. 6. Iron. 7. Dishwasher. 8. Oven. End of. Okay. Now, listen to the conversation. Are Pisay and Som busy? Ta Pisay hai nâng Som nâng rô vô tê. Listen to the conversation again. Use the word in the box to complete the conversation. Chân gái ní lục rưu chồng ai phô ôn đập. Tạm đoàn vô tạm đoàn mong thơ. Write the answer in your notebook. Heating, drying, putting, making, washing, vacuuming, ironing, cooking. Chẳng heating, heating nó cầm đầu, là cầm bông cầm đầu. Drying, drying nó cứ cầm bông xuống nguồn, thổi xuống nguồn. Putting, putting cầm bông đạn. Making, making cầm bông thừa. Washing, washing cầm bông liền. Vacuuming, vacuuming cầm bông chút xong ăn. Ironing cầm bông ớt, ớt cả ao, ớt khói nữa. Cooking cầm bông làm sổ. Tập ôn sạp tình ọt nế. Hãy dô biệt tình ọt nâng. Dô mô bông bênh chẳng lọ vì lịch muối đà lịch bằng bầy. Hãy biệt nâng dô mô bì ná cư biệt nế. Tình ọt nâng. Tập ôn sạp sạp tình ọt nế. Hãy dô bông bênh tạm đọc. Ok, now listen and complete. Tip script 8.22.4. A. Have you finished your chores, Pisay? No, I'm putting food into the refrigerator. What about you, Sam? I'm making toast for Dad. B. Have you finished yet, Sam? No, I'm cooking meat in the oven. What about you, Pisay? I'm heating food in the microwave. C. Have you two finished yet? No, I'm washing the dishes. Sam? I'm vacuuming the kitchen. D. Have you finished yet, Pisay? Yeah, I'm just drying my hair. Sam? Yeah, I'm just ironing my clothes. End of tip script 8.22.4. Okay, now on slap. Long tip. Hai dấu biệt tặng ọt nâng bông bình ôn trăm tiền luôn ái. Ok, tỏ. Tip script 8.22.4. A. Have you finished your chores, Pisay? No, I'm putting food into the refrigerator. What about you, Sam? I'm making toast for Dad. B. Have you finished yet, Sam? No, I'm cooking meat in the oven. What about you, Pisay? I'm heating food in the microwave. C. Have you two finished yet? No, I'm washing the dishes.
Sam? I'm vacuuming the kitchen. D. Have you finished yet, Pisay? Yeah, I'm just drying my hair. Sam? Yeah, I'm just ironing my clothes. End of tip. Okay. Tip script. It. Okay. Person on snap on ban no tip D. On jump snap no D. Tip nít tầm đòn và đâm bay ở nghỉ xuống nông lệ mùi mùi tỏ hôn chạp đam sạp tiếng ọc lía tip script 8.22.6 sống tốt chạp đam sạp tiếng ọc lía đó end of tip script 8.22.5 Okay, listen again and number the sentences. I'm just drying my hair. Yom tơp tai cầm pung sung ngột sọ bọc nhom. I'm vacuuming the kitchen. Yom cầm pung sung an. Tẹp bài bộ thủ lý bộ mày nhé. I'm putting food into the refrigerator. Yom cầm pung đạm hô. Nó có nông mà sân tù tập cọ. I'm heating food in the microwave. Nhôm cũng bông chấm ăn cầm đau bông cầm đau hộp rồi còn ông xin microwave I'm making toast for that nhôm cũng bông đặt nồng bàn ăn ôi bà I'm washing the dishes nhôm cũng bông liên chán I'm just ironing my clothes nhôm cũng bông ốt khắc xung liên vẹo bọc nhôm mình đã tập tại cầm bông I'm just cooking meat in the oven. Khiom kom pong jom an sach no khlong lo oven. Chang a bon bon tang ok khnia bon stap hai bong leik number tae ma dong ba. Tip script 8.23 Point four. Miss Mom is a teacher. She teaches children in Cambodia. She usually gets out of bed at 5:30 a.m. She makes toast in the toaster. She heats up her breakfast in the microwave. Before she goes to work, she washes her dirty dishes in the dishwasher. She puts her food into the refrigerator. She vacuums the kitchen floor with the vacuum cleaner. She irons her clothes with the iron. She dries her hair with her hair dryer and then leaves for work at 6:30 a.m. End of. You can now listen again. Tip script 8.22.4 A. Have you finished your chores, Pisay? No, I'm putting food into the refrigerator. What about... Bạn sống tốt, đọc. Rưu chặt cái lòng, hơi phôi sẽ đọc. Tip script 8.23.4 Ok, bà sân bồn sẽ đọc hoặc toàn tế bồn ai sẽ đọc. Sa sẽ đọc lòng mình. Bạn. Do you remember who did this? Ta nè, chăm thế nào là thử. Answer the question. Who is putting food in the refrigerator? Who is making toast? Who is vacuuming the kitchen? Who is cooking meat in the oven? Who is drying their hair? Chẳng là ôn ai. Đọc càng lớn á rư cỏ ai đọc một đoạn tiết chẳng phụ chạm sẽ đọc một đoạn tiết tip script 8.22.4 A Have you finished your chores, Pisay? No, I'm putting food into the refrigerator. What about you, Sam? I'm making toast for Dad.
B. Have you finished yet, Sam? No, I'm cooking meat in the oven. What about you, Pise? I'm heating food in the microwave. C. Have you two finished yet? No, I'm washing the dishes. Sam? I'm vacuuming the kitchen. D. Have you finished yet, Pise? Yeah, I'm just drying my hair. Sam? Yeah, I'm just ironing my clothes. End of tips. Okay, bên tập bị bồn sập hay bồn đang đằng thà ta bị dục mày ná, bị say, bị dục mày ná sòng, và bớt sân bồn sập bát bồn ai sập đỏ thiệt. Look at the picture. What are they doing now? Choose a name from the box to complete the sentences. Mr. Bird is cooking meat. Lộc Pirat Kompong chấm ăn sạch. Is listening to music. Kompong slap and try. Is watching TV. Kompong mở tour tour. Is playing games. Kompong playing game. Is teaching a friend. Kompong sơ sẻ xa thông mật phép. Is doing homework. Kompong thuở homework. Is making toast. Kompong đất nóng. Is vacuuming the floor. Kompong chút xong ăn. Vacuum là những chút xong ăn bồn thủ lý ha. Vacuum floor. Is ironing clothes. Kompong ốt xong lên bếp. Is heating food. Kompong cầm đau mà hộ. Is drying her feather. Kompong tay xong ngút. Kompong xong ngút xong lên bếp bỏ đi. Chẳng mơ A, B, đồ hồ đọc thể. Ta chung mùa mười lá. Đây còn phong thơ tình ổn lần. Hồn mơ rụt thiệp tình ổn liền lắm. Ta phồn hại thơ bàn thế. Miss Mom, Mr. Sovan, Mr. Pirat, Miss Say, Lee Wan, Phuật Tây, An Kho Pa Nha, An Sok Na, Som, Aroni, Phin. Và phồn dơ chung mùa tình ổn lắm. Dơ mộng bằng bình bì bì dục lĩnh. Bì tỏ tớ hồ đạo đọc mùi. Ok, bật tọa một tiết. Where are they? Ta bố kế nọ ai nà. Look at the picture and the word in bracket. Lệnh mở rộng tiếp hay nằm biết nó không vô nghịch cho. Bông bánh bà dô. Ok, now look at the picture. What is he doing? What is she doing? Ok. Now you can see in the picture. Now you read the conversation and then complete it by listening. Okay, lưu trú trong ở phần chạm đáp hai bổng phần anh ta bỏ ca sơn thân điện năng tỏ đáp để ngọt liếc. Tip script 8.23 Point 1. Lee Wan is... Tip script 8.22.6. Number 1. He's in his bedroom. He's watching TV. Number 2. He's in his garden. He's listening to music. Number 3. She's on the balcony. She's playing games. Number 4. He's in the library. He's doing his homework. Number 5. She's in the bathroom. She's drying her hair. Number 6. She's in her nest. She's vacuuming the floor. Number 7. She's in the kitchen. She's washing the dishes. Number 8. He's in the living room. He's ironing his clothes. Okay, bà sân bà ôn, sạp ọt bàn bà ôn ai.
xa đập luôn ai một đầu tiệt và cái lo cô đập bật bán chẳng ai xa đập đầu tiệt rồi có mình toàn thế ôn trầm mơ dự chất tục đã mẹn thế lúc rù bỏ phải ai bốn sạp hình như dù là tầng ọc lía gồm ai bị bạc của ôn khá chê, ôn khá ạc sơ chê là lúc rù thua anh ghi xru tầng ọc lía an sọc nà where is Lee-wan? Lee-wan nào ai ná? He's in his bedroom. Quát nó có nông bần tục lê rồi bọc quát. He's watching TV. Quát cũng phong mơ tù rồi tù. Where is Mr. Parrot? Ta lô Parrot nào ai ná? He's in his garden. Quát nó có nông xuân chú ba rồi bọc quát. He's listening to music. Quát cũng phong sạp đơn trầy. Where is vật tay? Ta vật tay cũng phong xung tốc, tao vật tay nào ai ná? She's on the balcony. Nhiêng nào ai về đằng đà một chạc. Balcony nó cứ về đằng đà, dừng hào về đằng đá, riêng hà dừng một chạc. Phốt lắc, ọt sâu dô lắc. Phốt lắc, dô lắc bị tao về đằng đà nó một chạc, được gặp hàng kháng chạc nào, balcony. She's playing game, niên cầm bông lên game. Where is Sam? Ta Sam nào anh ná? He's in the library, quạt nó không bàn là lại. He's doing his homework, quạt cầm bông thơ homework bỏ quạt. Where is Miss Mom? Ta cả nhà mong nào anh ná? She's in the bathroom, niên cầm bông, xong tốt, niên nó không bàn tục thật. She's she's drying her hair. Niêng cầm bông dùng một sọt vào niêng. Where is Aruni? Ta Aruni nào ai ná? She's in her nest. Mình đã biết nó không sống bọc vào viên. She's vacuuming the floor. Mình đã biết cầm bông sống ác ở cầm ràng. Where is Pisay? Ta Pisay nào ai ná? She's in the kitchen. Niêng nó không tẹp bài. She's washing the dish. Niêng cầm bông liền chạy. Where is Mr. Sovan? Ta Sovan nào ai ná? He's in the living room. Niêng nó không bận tục tụ tụ phía. He's ironing his clothes. Quạt cầm bông ốt xung liền biện bỏ quạt. Ok, bà sân phôn sao bật bàn phôn ai? Xa thoi cõi sạp bà đỏ tiệt chẳng nha phôn. Look at the example in the box. Positive. Negative question. Okay, ni ki chi vyo srob nei kal present continuous. I'm playing. Khom kompong leng. Tamada kư present continuous kư mien subject bok is am are hay bok verb bok ing. Chang dai sa are jeung pra am. I'm playing. You we they are playing. He's playing. She's playing. Chúng con chấm tụm rung cả present continuous cứ tụm rung bài này. Negative. I'm not playing. Khi ông mình cầm phong lên thì chúng bật sân bạ sát cứ con còn là time not mà. I'm not mà. You, we, they, are not mà. Rồi có tụm rung clay and playing. He is playing. She is playing. Question. Và sân chia sổng lô với những mấy data em is em a đó thì anh đã đồng một phần thiên. Am I playing? Are you we they playing? Is she playing? Is she playing? Và đi kì chìa ca present continuous. Ôn vô chất tục đặt ở mẹn tết. Chẳng phôn mơ rụp kiếp nè. Write question and answer in your notebook. He listened to music, not watching TV. Is he listening to music? No, he isn't. He's watching TV. She driving her hair. Chẳng dừng xua thả. Is she driving her hair? No, she isn't.
She is washing this. Is she ironing her clothes? No. She isn't. She is drying hair. Because she is drying her hair. He play game. Is he playing game? No, he isn't. He is doing his homework. Và chẳng xôm ở con bồn bồn để ở kia để bàn cho một sắc xa để xôn cho mùa lực rù ngày đi nó có nông mê riêng tì một phê phê nó có nông mê riêng tì một phê phê nó cùng nông mê riêng nó cứ chọn bật ôn chạy pra cao present continue ở bàn cho bạn luôn và cứ miên sọc chích is bộ is am are máu hay kỳ sắp bộ anh chị và đợi nó không chụm lại đi cả present con nhớ cứ sẵn khẹp ở con dô càng là chụp bạc và sân bị dục sọ cứ miên sắp chích hay bộ is am are bộ với bộ anh chị còn bình tế bộ sân này cái thiếu dân còn là time not nếu sắp chích bộ is am are hay bộ not bộ với bộ anh chị bà sân dư xung lô vẫn cứ tiên em y xá mà đã nằm bộ thiền ấy kế sắp bộ anh chị đi khi chia ca tùm rộng present khẩn nhu nó có nông mê riêng năng lực rưu năng đặt vì chỉ có mê riêng với sắp khẹp hoặc ôn dốn vì thô cao dì em bí ca present khẩn nhu ở stand ở căn chế bạc bất không bật thêm tiền và xôm ở con bộ ôn xa chị thầm mấy bạn nó trong đại về sắc xa chỉ ngồi lục kru từ ngày đi nó có nông bị điện tí nó phải bị xôm ôn dược chất tục đặc khất khẩm bằng phải liên sốt thì miền là na riêng chung nụ ôn bản tế miền đẹp ôn riêng khuôn anh bằng khuôn anh chẳng bà nàng là cốt lọ khuôn anh cứ trọc bằng liên sốt khơi kể lọ hay ôn ọt khẩm chân mình bàn là ổ đi kê tế chân phụ ổn trọng khám riêng bạn xùm ổ con phụ ổn xa chết thông bày và đoàn tiết ai nâng xùm chùm riêng lía phụ ổn bồn thành ổn lía chụp nhé nó có nó bị riêng tí một phẩy bày bạn xùm ổ con riêng lía thành ổn lía bye bye.